Xin chào toàn thể anh em. Đây bữa nay em chuẩn bị hai cái lụp rồi anh em ơi. Đây hai lụp em mà còi trên kia cái nữa mà chưa ấy ra. Đó, em chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Bữa nay thì đi bắt hai cái lụp này thì dành cho hai em đó. Nè, hai em này thì mới nổi à. Con này con quắc trống của anh Hậu nè. Con này quắc trống của anh Hậu. Còn con này là con quắc mái bên Kiên Giang. Em mua bánh á. Về bữa nay là bỏ hai em nó vô dưới tập cho nó đi vô lục đồ mà đặng mình bắt ra cho nó khỏe đó. Em thì có cái tập bên này nè. Để đây kiếm con sâu. Em thường ngày mà muốn cho con chim nó vô lục á. Nè. Để lấy ít sâu rồi. Họ cho nó ăn luôn. Đó, con bỏ đây nè. Con bỏ này để bữa nay em quay clip sau cho anh em xem. Là em nuôi hôm nay cũng nửa tháng hơn rồi mà nó không xuống mọng mỏ còn y thinh. Đây nè, như này thấy nó sâu nè. Thường á thì em để cái lục vô rồi em ví dụ sâu cho nó đi qua ăn, viết là mình đặt cái lục vô là tự biết chạy qua cái lục rồi. Đây đây nè, đó nè, anh em cùng xem ha. Nè, để em đặt cái hướng nào để anh em xem cho nó tiện ta. Đặt ở đây đi. Dở lên. Mình che gì đó mình ngăn cách không cho con quắc này với quắc kia. Nè. Em ở đây á thì em có khác một cái lỗ riêng. Nè ha. Nè, em cắt cái chuồng, em làm cái chỗ để tập con quắc đó. Còn không thì anh em cứ thử gãi trước đây cũng được. Tùy mỗi người thôi. Đó. Đó em thấy không, để nó gặp lên nè, gì nè, đó để mình chỉnh cho nó ngay ha. Để nè coi nó mình để gì nè, cái mình để gì đây là mình cầm ở đây là nó đi qua cái bụng cái đít ấy nè. Đó nè, anh em thấy không, đặt cái này vô là từ đầu anh bò qua à. Đặt vô là tự anh bò nè, có anh đi ra cái mình lấy ra nè. Đây nè, đó cho nó đi vô vậy đó. Cái bên đây mình đóng cái cửa lại đây là xong. Con này là con máy này em chỉ mới tập được có mấy ngày à. Đây con máy này em chỉ mới tập vô lục có mấy ngày à nè. Không, vô lục mới có 2 ngày à mà thấy nó cũng ngon rồi. Nó bắt thêm con trống nữa, sẵn sách một cặp luôn đi cái chỗ đặng đi mấy chỗ khác tập. Ở quên nữa ta, gài cái này lại thôi, thả vô anh chạy lưng ở đây mất công. Đóng cửa lại nè, thôi nó quên. Nó tiêu ta cái. Tại cái chị đây. Mai lại. Đó. Xong rồi tới cái lục bên đây cho con này. Con này nung vô là nó chạy vô luôn à. Đó. Sáng cho mình ăn tắm rửa xong hết trơn rồi. Đưa lại bánh vô à. Em tập là cho nó qua ăn gì đó cho nó ăn. Mình đút cái gì cũng phải đút bên cái lục á. Như mình để cái lục mình để gạch cái gì đó tùy theo cái địa hình đó mà anh em bỏ vô á. Mình bỏ gì mình phải bỏ vô cái lục trơn á. Nó ăn riết nó quen à. Đó.
Đó, vậy là mình đưa cái lục là nó gọn khô à, không đứng đứng im gu à. Bố rồi còn mấy chị mới bỏ ra cái tiêu ta lạ nha. Cái này chắc phải tua clip để xem cộng với chị nè, bỏ đâu mất tiêu cộng với chị không biết. đây cộng chị bỏ đây đó, cho anh em cùng xem hai đứa nè đó. Con này nó mới có nổi à. Nó em tập ví dụ như con chim đây. Không? Để em mấy giờ nó xuống thấp xíu cho anh em dễ xem. Đó, gì gọi thẳng mặt nè. Đó, ví dụ mình em thì thường anh em thấy đó, em đâu có chuồng dưới cái lụp đó cho nó qua lại nó ăn. Đồ ăn là em bỏ bên lục hết, muốn ăn thì phải chạy qua lục ăn. Còn mình mới vô mình đút cái con chim, mình muốn đút con sâu nó đi, mình cũng phải đút ở bên cái lục chứ không đút bên cái chuồng. Vậy giết là tự nó quen mà. Nó gặp nhiều khi mình không có sâu á, mình gặp cái là mình lấy cái lá đó mình lắc kìa nè, anh cũng chạy qua. Anh đổ cho anh ăn á, anh chạy qua lục rồi, cái mình xách đi mình bỏ cái lục này ra. Nó không bị trao. Xách đi kiếm chỗ khác. Ví dụ em đây thì nó không có quắc, phải có quắc tập đâu kia im. Em nói mà dùng em đây không có quắc chắc dễ gì anh em tin. Thiệt. Nhìn mấy cái bến bãi em đây quá trời chim mà nó không có quắc sao tin được. Mấy anh em nói nó là bà ông nói này nó dốc thì thiệt. Chỗ em địa hình cũng đẹp mà tại vì chim ở vòng vòng về khu vòng vòng đây chưa có nhiêu nè. Ông em đem quắc ngoài em ra bắt, không em lấy thòng bắt. Tối thì em gác lưới, ban ngày thì cho quắc mồi. Còn con nào bắt luôn cũng được không? Em lấy thòng của em văng bắt luôn. Nếu như muốn bắt á, bên nào bắt không được thì mai cũng bắt con dính à. Sớm muộn cũng chết à. Cho nên là số lượng chim nó giảm, nó không còn. Nó về có nhiêu mình muốn mới vô về 10 con mình bắt mẹ hết 7 8 con rồi, còn đâu nữa. Con đi mình gọi đó, nó về nhiều. Còn em xem con này nè. Con này thì nó nổi trước mấy con kia nhưng mà em ta không thích con này lắm. Nè không phải đâu, không phải con này nó nhát nha anh em. Nó dạng dữ lắm, nó đá người ta dạ không? Nó vậy đó chứ không phải nó nhát đâu, nó thấy nó tung chuồng là nó muốn ra chơi đó. Có con đây nhát nè. Bắt con sao nhát dữ không biết. Còn chết ghê thấy thương lắm. Ghê đứng anh múa đồ, anh đứng anh tắm anh múa đồ, anh làm thấy cưng lắm phải không cưng à. Còn anh xè cái anh múa đồ thấy cưng lắm. Anh đang thay lông lai gai nè, bây giờ anh ra lai gai. Bữa đó anh thay lông nhìn cái anh như con chó ghẻ á. Hôm nay anh ra được im mà cái nhìn mức mướt lại. Mình cọc cái chuồng này đi anh em ơi, thôi không hồi quên. Giờ để nó chạy tùm lum ngoài trơn. Cái này là mỗi người mỗi ý nha. Nhầm người thì khoái đâu cái chuồng dưới này luôn, em thì lại thích đâu bên đây hơn. Đang mình rửa này nè, mình dở vô mình rửa nó dễ, cắt bên đây rửa dễ. Là chuẩn bị bây giờ là đem hai em mới đi. Tập hai con đó. Con này nó mới nổi à, con này hiện giờ là chưa bắt được con bỏ nào hết. Con máy này chưa bắt được con bỏ nào hết. Còn con trống này cũng chưa con nào bắt được con bỏ nào hết trơn á. Có con trống bên đây nè, bắt được vài con bỏi. Con trống ở đó bắt được vài con bỏi. Mà con chim nó chơi không có nhìn không khoái. Nó hùng quá hùng mà nó kêu không nhìn nghe không có phê. Cho nên là không có ưng anh lắm. Có hàng này nè. Giờ lên soạn đồ chuẩn bị đi thôi, chuẩn bị đi đánh thôi.
đi đi tập cho ảnh, chứ đánh giờ con này chưa chưa chưa, chưa nào rảnh á. Phải dùng em có chim cái ra sau hè ha, ra sau hè đó mình tập mấy chỗ gần lưới mình đó, có chim về tập, mà không có thôi phải chịu. Giờ lên xe sẵn tập chạy xe luôn, đi chơi sẵn làm công chuyện luôn, đi gửi đồ gửi âm đi cho anh em luôn, sẵn sách hai em nó đi chơi. Rồi clip anh sẽ kết thúc đây ha, rồi để coi coi ra gần hai em này thái độ chơi làm sao rồi quay anh em cùng xem nha, bye bye.